Anh làm gì ở đây vậy hả? Đồ khốn nạn, anh đã làm gì tôi? Làm gì à? Tự hiểu đi cưng. Đồ khốn nạn, anh đã... Thơm lắm. Không ngờ là hạng người đàn bà như mày cũng còn thơm như vậy. Khốn nạn! Ta sẽ không tha cho mày đâu. Mày nói cái gì? Nói gì nói lại tao nghe coi. Không tha cho tao à? Cái đó phải là tao nói với mày mới đúng. Mày hiểu chưa? Hả? Buông ra! Mày và con Ân đều là những hạng đàn bà bình thường. Tao xơi được mày rồi, tiếp tục xơi tái con kia. Sau đó tao tống tụi bay đi biệt tích. Hồi xưa tao lợi dụng mày để tách hai đứa nó ra, tao giành con Ân. Bây giờ tao không cần thiết nữa. Mày có biết cái tao cần bây giờ là gì không? Hả? Là quyền lực và tiền. Hai cái đó mày có thể làm nên tất cả. Mày hiểu chưa? Đồ khốn, mày sẽ không có được ai đâu. Đừng có mơ. Mày là một con điếm. Mày chỉ nghe lời người khác sai khiến mà thôi. Mày hiểu chưa? Đúng vậy, tao là con điếm đó. Nhưng tao có nhân cách hơn mày. Tao chỉ hối hận là tao đã nghe lời mày để hãm hại anh Kỳ. Mày hối hận hả? Muộn rồi. Mày nên nhớ, khi mà mày quyết định làm một cái gì đó thì mày phải tin. Đừng bao giờ hối hận. Hiểu chưa? Còn bây giờ ngoan ngoãn nằm ở đây, đừng có kêu la. Không ai tới cứu mày đâu. Có ai ngoài đó không? Cứu tôi với! Bỏ người ta! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Bỏ người ta! Ngoan đi! Sao rồi? Dạ ông hai. Tìm thấy xác chưa? Dạ, vẫn chưa tìm thấy gì hết. Sao lại không thấy? Cái xác cũng không tìm thấy là sao? Dạ thưa ông hai, em nghĩ là thằng Kỳ chắc đã được ai cứu thoát rồi, chứ không hẳn đã chết đâu à. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Dạ, theo em nếu chết thì chắc chắn phải tìm thấy xác. Tụi em đã tìm rất nhiều lần rồi. Dạ, cũng đã hỏi rất nhiều người, nhưng đều không ai thấy cái xác nào hết. Cho nên em nghĩ có lẽ là thằng Kỳ vẫn còn sống. Cũng có thể là vậy.
cũng có thể là ai đó vứt xác trước khi chúng ta tìm đến. Dạ. Cũng tại thằng Quang, nếu lúc đó nó báo về thì ít nhất chúng ta cũng biết chuyện gì xảy ra. Dạ. Đến bây giờ em cũng không hiểu tại sao anh Quang lại bắn thằng Kỳ như vậy. Cậu không cần biết chuyện này. Chuyện này là chuyện riêng của hai đứa. Dạ. Cậu và các anh em còn lại đi tất cả các bệnh viện xem tình hình, có chuyện gì báo cho ta. Dạ. Con thấy trong người sao rồi? Dạ, đã hơn nhiều rồi mẹ. Vết thương của con tuy là không trúng chỗ hiểm nhưng mà cũng không có nhẹ đâu nha. Đã vậy còn bị té xuống nước nữa. Vết thương khi bị da đập cũng không hề nhẹ chút nào. Dạ, con biết rồi mẹ. Mà sao Hồng Ân nó biết để tới đây vậy? Nếu mẹ nhớ không lầm thì ba con đã yêu cầu giấu kín tất cả rồi mà. Dạ, con cũng không biết nữa mẹ. Con còn giấu mẹ nữa hả? Nếu mà con không nói á thì chỉ có con Lan nó nói thôi, đúng không? Thôi được rồi, mẹ sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng mà mẹ nhắc lại một lần nữa cho con nhớ là con phải chấm dứt ngay và không được liên lạc với Hồng Ân nữa. Dạ. Dũng à, mẹ hiểu cảm giác bây giờ của con. Mẹ xin lỗi, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, mình đành phải chấp nhận thôi con à. Dạ. Mẹ ra ngoài nghe điện thoại một chút. Dạ. Em à, mấy hôm nay em có gặp thằng Kỳ không? Dạ không. Có chuyện gì không anh? Không, tại anh không thấy thằng Kỳ, cho nên anh hỏi thăm em coi em có thấy thằng Kỳ hiện nay nó đang ở đâu không? Dạ, mấy ngày nay em cũng không gặp nó. Nếu mà anh có gặp nó thì anh dặn nó nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cả anh cũng vậy nữa đó. Anh biết rồi, em cũng vậy chứ. À, có gặp nó nhắn anh biết liền nha. Thôi, em làm việc đi, anh không làm phiền em được. Dạ. Mẹ vừa nói chuyện với ai vậy mẹ? Mẹ chỉ nói chuyện công việc thôi. Mẹ nói chuyện công việc mà con thấy mẹ không tự nhiên chút xíu nào hết đó. Có phải là mẹ vừa mới nói chuyện với ông ta đúng không? Phải. Dũng à, mẹ xin lỗi, tất cả là lỗi tại mẹ. Nếu không con đã không phải đau khổ như bây giờ. Mẹ à, mẹ đừng có như vậy. Không phải là lỗi của mẹ đâu. Mẹ đừng có khóc nữa mẹ à. Dù mẹ có làm gì cũng không thể nào chuộc lại hết những lỗi lầm mà mẹ đã gây ra. Mẹ thật là quá tệ mà. Không, mẹ con không phải như vậy đâu. Mẹ luôn là người mẹ tốt của tụi con mà. Cảm ơn con đã an ủi mẹ. Mẹ thật là có phước khi có được hai đứa con hiếu thảo như anh em con. Mẹ à, dù tụi con có thế nào đi nữa thì tụi con vẫn yêu thương và trân trọng mẹ mà.
Mẹ à, bây giờ chỉ có con với mẹ thôi. Mẹ kể cho con nghe về ông ta đi. Nghe mẹ. Dừng lại coi. Trời, từ từ. Cái hoài vậy. Làm gì mà đi rình người ta mà ồn ào quá. Ê, có thấy gì không? Có. Thấy bà đó. Đồ viên. Già ông bỏ nhỏ ông tha cha nội. Chủ yếu là thấy có ông Thư không? Không thấy gì hết trơn. Tôi nói thiệt nha, thấy nói làm gì. Nãy giờ nghe lời bà chạy theo ô tô đứt hơi luôn. Đứt hoài. Nè, nói đứt hoài của chừng ông đứt thiệt cái nha ông nội. Bà đối tôi thấy sợ luôn á. Khu này vắng vẻ thấy ớn luôn. Ê, đừng có lợi dụng nghe. Ai thèm chứ. Trời ơi. Nhưng mà sao tao nghe mày nói tao thấy cũng ớn quá mày ơi. Tao thấy khu này cũng vắng quá. Thôi mà đừng có lợi dụng mà. Ai thèm. Thôi mình về đi bà. Cần gì mình báo công an. Chứ đi tìm chi cho mắc công. Trời ơi, báo công an thì nói gì nữa. Đâu có bằng chứng gì đâu mà báo công an. Không có bằng chứng nó báo ngược lại còn chết nữa đó. Mà sao hồi đầu nhìn xa tao thấy cái thằng này lạ lạ ta. Sao nó lại bồng con Thư lên xe. Tao nhìn kỹ thì tao thấy nó quen quen. Để tao nhớ coi. À, đúng rồi. Nó có đến khu nhà trọ nó tìm con Thư một lần rồi. Tôi cũng biết con Thư thì nó đang say. Nhưng mà tôi lại sợ, sợ con Thư nó bị lợi dụng đó. Bởi vậy tôi mới kêu ông nè lấy xe đuổi theo đó. Nếu có lợi dụng á, con Thư nó mất. Chứ bà có mất gì đâu mà lo. Nói tầm bậy không à. Nói vậy mà nghe được à. Nó là người ở nhà trọ trong nhà tôi thì tôi phải có trách nhiệm với nó chứ. Với lại cái bọn đàn ông nè, nó điệu cán dữ lắm. Tôi phải cần bảo vệ cho nó chứ. Tất cả cũng tại ông. Mang tiếng chạy xe ôm, tay lấy lụa, chạy như rùa bò lụa lụa gì. Thôi nha, 80 km/h đó. Tôi chạy tôi còn run nữa, không dám mở mắt luôn á. Tôi nói cho bà biết nha, tôi cũng là đàn ông. Bà đừng có xúc phạm những người đàn ông chân chính như tôi nha. Tào lao. Giờ không phải là lúc mình tranh cãi với nhau đâu. Mau đi tìm con Thư với tôi đi. Đi. Thôi dẹp dẹp. Tôi đi về đây. Ê. Ê. Bà thích thì đi tìm mình đi. Tôi về. Trời ơi. Đừng có nóng. Để từ từ tìm. Ê. Nè. Đây nè. Ông có thấy căn nhà đó không? Đó. Đó. Có khi nào con Thư nó ở trong đó không ta? À, nhà này ghê quá ha. Nè bà, tôi hỏi bà có coi phim Ngôi Nhà Ma không? Lỡ trong đó không có con Thư mà có con ma thì sao? Ma cái gì mà sợ. Từ nãy giờ nè, tôi đang đi với quỷ nè, tôi còn chưa sợ. Đàn ông á, phải dũng cảm lên chứ. Cứ vô. Nói nghe. Tôi nghĩ ông là đàn ông nên tôi nhường quyền cho ông vô trước á. Ông vô trước á, có đi không? Không, tôi không đi đâu. Không đi cũng phải đi cha nội. Ê, đi. Từ từ. Trời từ ơi. Từ từ bà. Cái bà này. Từ từ. Nghĩa lên. Chân té kìa. Lan à, thôi mình về đi. Có gì á, nhờ Lan và dì chăm sóc anh Kỳ giùm mình nha. Bữa nào anh khỏe mình sẽ vô thăm. Ân cứ yên tâm về đi. Khi nào anh khỏe lại mình sẽ gọi cho Ân vào thăm. Anh hai đã có mẹ với mình rồi, đừng có lo nha. Có Lan và dì mình cũng yên tâm rồi. Thôi mình về nha. Lan vô với anh Kỳ đi. Lan chờ mình gửi lời hỏi thăm ảnh nha. Mình sẽ chuyển lời cho. Cảm ơn Ân nha. Mình đi. Chào Ân.
ơi Thư. Thư ơi Thư. Cô có ở trong đó không Thư? Thư ơi, con ở đâu vậy Thư? Thư ơi Thư, con ở trong không Thư? Thư ơi. Thư ơi Thư. Cô có ở trong đó không Thư? Con ở đâu vậy Thư? Thư ơi. Trời ơi. Nè bà. Sao? Sao tôi ớn quá à? Cái nhà giống nhà ma quá à? Trời đất ơi, cứ nói ớn nó rung hoài à. Càng nói càng thêm rung thêm á cha nội. Có tôi với bà khùng điên mới vô đây á. Điên cái đầu ông á. Điên cái gì mà điên. Nè, mà cái thằng đó, nếu tính ra nó là cái thằng nguy hiểm, nó bắt cóc con Thư. Cái thằng đó là cái thứ ghê gớm, mà nó bắt gặp tôi với ông rình mò kiểu này á hả? Trời đất ơi, chết nguy hiểm lắm ông ơi. Biết nó nguy hiểm vô đây làm gì nữa? Sao không báo công an đi? Cứ báo công an hoài. Nói là tôi nói vậy thôi, chứ biết có phải vậy không? Biết đâu nói với anh Thư là bạn thì sao? Ông đứng đó, để tôi gọi. Nếu tôi gọi, con Thư ở trong đó có thì nó sẽ lên tiếng. Còn nếu như nó không có thì nó sẽ không lên tiếng. Thư ơi, Thư ơi Thư, có gì nè con ơi? Mày lên tiếng giùm cho tao cái coi. Có lên tiếng nha Thư. Mày đừng có làm tao rung nha Thư. Trời, sao nó không lên tiếng gì hết trơn ha? Chắc không ai ở đây hết á. Nhìn là biết rồi, chỉ có tôi với bà ở đây thôi à. Đúng rồi đó, nhà còn đang xây lỡ dở, có ai mà đến đây, đúng không? Chắc không có đâu. Mà thôi, biết đâu như bà nói á, nhiều khi thằng đó với con Thư là bồ bịch đó. Giờ này không chừng tôi nó vô hí đâu à. Vô hí? Nhìn cái mặt ông là tôi biết ông cũng khoái vô hí lắm. Ở đó mà vô hí vô hí. Mà sao bà không gọi thử xem, nếu nó ở đây chuông điện thoại sẽ reo. Ha, đúng rồi. Lúc mà nó mới đi với thằng này á, tôi có điện mà nó không nghe. Thôi để tôi điện lại thử nha. Ông nội ơi, nó không có nghe máy gì hết trơn mà cũng thấy gì. Sao giờ ta? Chắc không có nó rồi. Chắc là không có nó rồi. Lạ ta. Thôi đi bời, ngoài đây chỉ có tôi với bà không ai hết á. Thôi đi về. Cái gì vậy? Trời đất ơi, ông bà ơi, con lại nha, con có lỗi gì đâu nghe, con chỉ có lỗi là con rình mò tí xíu thôi à. Cũng vậy nha, bà này bà thuê tôi chở nha. Trời ơi, đi ông nội ơi, nhanh. Ủa, anh về rồi đó hả? Anh đi đâu sáng giờ? Em có mua đồ ăn sáng rồi, mà em chờ anh không được cho nên em ăn trước rồi. Anh ăn cái gì em lắm? Thôi khỏi đi, anh no rồi. Dạ con nghe nè bác. Con đang ở đâu vậy? Dạ con đang trên đường về nhà nè. Cũng gần tới nhà rồi bác. Mà ba gọi con có việc gì không bác? Dạ con qua nhà bạn ôn bài đó bác. Mẹ con nói là con đi gấp,
ôn bài mà gấp vậy sao? À, dạ, dạ tại bài này rất là quan trọng, cho nên là con phải qua nhà bạn con, gấp lắm á ba. Con nói thật không nè, không được gạt ba đó nha. Con nói thiệt mà, tại cũng gần sắp sửa thi rồi, cho nên là con hơi dội đó ba. Thôi được rồi, con về liền đi, ba mẹ đang đợi. Dạ. Hồi sáng con Ân đi, có nói rõ với em đi đâu không? Dạ không. Hơi lạ đó, nếu qua bàn lấy tài liệu ôn bài phải nói rõ với em một tiếng để em yên tâm chứ. Đằng này thì nó lại đi gấp như vậy. À, nó có nói gì với thằng Kỳ không? Dạ không. Ủa, mà không phải là anh không cho hai đứa nó gặp nhau rồi sao? Cấm thì anh đã cấm rồi, còn cái chuyện mà hẹn hò lén lút làm sao anh biết được. Thôi được rồi, khi nào nó về anh phải hỏi kỹ chuyện này cho ra lẽ. Ủa, anh Khương, lâu quá không gặp em, anh rất nhớ em. Sao tự nhiên anh bỏ đi mà không ở nhà em nữa? À, anh bận công việc bên ngoài. Có chuyện gì đến nỗi mà anh bỏ đi không từ biệt với em? Bộ anh giận em chuyện hôm bữa hả? Đâu, anh có bao giờ giận em đâu. Lúc nào anh cũng muốn bên cạnh em hết, chỉ là điều kiện không tiện thôi. Bộ có chuyện gì xảy ra giữa ba em và anh hay sao? À không, ba em là một người anh rất tôn trọng, sao lại có chuyện gì xảy ra chứ? Anh yêu em. Dừng lại. Ê, mắt của ông á, nhìn tỏ thằng tôi, nhìn coi có phải xe của thằng quỷ đó không? Anh vừa nói chưa ai? Không, trời đất ơi, lên xe đi. Ê, khoan đã, nói nghe nè, nếu mình đi thưa công an được không? Mà mình thưa nói sao đây ta? Ê, nó đi rồi, nhanh lên. Nhanh lên. Trời đất ơi, nhanh lên. Báo công an thì báo đại đi, mình biết sao á mình báo vậy, mà chắc phải đợi một hai ngày xem sao đã. Không chừng tụi nó là bồ bịch với nhau, tụi nó hẹn nhau đi chơi á với ai chứ còn thư dám làm lắm, đó là nghề của nó mà. Trời ơi, không phải vậy đâu, tuy nó là tiếp viên karaoke nhưng mà nó không có đến nỗi như vậy. Hay là mình cứ đi đại đi, chủ yếu là coi nó làm sao, biết đâu tìm được manh mối làm sao, đúng không? Đi, chạy nhanh lên. Trời ơi, chạy nhanh lên. Con bé này, nó nói nó về liền mà bây giờ nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy về. Em cũng lo quá, không biết có chuyện gì không nữa. Anh à, hay có khi nào nó bị bể bánh xe không? Anh nói rồi, ra đường đi xa hơi cho nó an toàn, suốt ngày đi xe máy hoài hả? Alo. Bà cho tôi hỏi, đây có phải là nhà ông Nguyễn Văn Danh không ạ? À? Dạ phải, có chuyện gì không anh? Chúng tôi vừa nhận được tin báo, có một chiếc xe đang dứt ở bãi trống. Chúng tôi truy số đăng ký thì được biết là do ông Danh đứng tên. Vậy xin mời ông Danh đến trụ sở công an phường 15 để giải quyết về chiếc xe này. Anh nói sao? Chiếc xe quăng ở bãi trống hả? Dạ, đúng vậy thưa chị. Vậy chị nhắn với ông Danh là lên phường để giải quyết gấp nha. Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn.
Chết rồi anh ơi. Chuyện gì? Công an nói là xe của con Ân bị quăng ở bãi trống, bây giờ kêu mình lên phường để giải quyết. Sao kỳ vậy? Anh vừa điện thoại cho con Ân, Ân nói nó về liền mà. Hay là nó đi với ai? Nó bỏ xe lại. Anh gọi lại cho nó coi. Để anh gọi cho con. Coi chừng nó phát hiện đó nha. Sao mà nó ngoái đầu lại hoài ta. Tới đó mà hỏi. Điên sao trời. Hỏi nó lỡ nó buôn phụ nữ chết tôi. Trời ơi, nó buôn phụ nữ chứ đâu buôn bà già đâu mà lo. Trời ơi, lo tiếp tục đi. Nói nghe nè, đừng có tào lao nữa. Tôi mà phát hiện nó như vậy đó hả, tôi thưa công an liền luôn. Nó không bắt máy hả? Anh gọi lại nữa đi. Sao kỳ vậy? Anh mới vừa gọi điện thoại chung đổ, giờ gọi lại tắt máy rồi. Chết rồi. Bây giờ làm sao anh? Hay là nó qua nhà con Lan. Em có số con Lan không? Em gọi đi. Thôi, em với anh đi lên phường đi. Đi lên phường giải quyết anh. Không được. Bây giờ mình chỉ làm hai hướng đi. Anh tới công an, còn em tới bệnh viện chỗ mẹ con Lan làm để xem thử con Lan có đi chung với con Ân không. Vậy đi. Dạ. Ôi, dừng lại, dừng lại. Trời ơi, tôi biết rồi, đừng có nhéo nữa. Lùi lại, lùi lại. Chết cha, như nó phát hiện nó rồi. Nó phát hiện rồi hả? Hả? Nó thấy mình rồi. Ờ. Nhà hả? Rồi, tới nhà chị của chị rồi phải không? Nhà chị tôi dưới này nè. Đây, nhà dưới này nè. Lan, con đưa Hồng Ân về rồi hả? Dạ, con đưa Ân về lâu rồi mẹ. Ừ. Dũng à, con đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Ờ, dạ không rồi mẹ. Cảm ơn em. Sức khỏe của con đang dần hồi phục lên, cho nên con đừng có làm cái gì để nó bị ảnh hưởng nha. Tốt nhất là phải để cho đầu óc mình nó được thoải mái, đừng có suy nghĩ gì nữa. Dạ. À, nè cô ơi. Dạ, cô cho hỏi thăm, cô thấy bác sĩ Thi đâu không cô? Cô tìm bác sĩ Thi hả? Dạ. Bác sĩ Thi đang ngồi ở khu bên kia kìa. Dạ, cảm ơn cô. Mẹ, con thấy Ân là một cô gái tốt. Cô chào cô. Dạ. Chào chị, chào con. Cô chào cô. Chào chị, có chuyện gì mà chị hớt hải vậy? Tôi hỏi thăm về con gái tôi, con Hồng Ân đó. Lan à, nãy giờ con có thấy con Hồng Ân nhà bác không? Dạ có. Con tìm Ân về lâu rồi.
Ủa, Ân chưa về nhà hả cô? Chưa nữa, cách đây khoảng hơn nửa tiếng á, chú có điện thoại cho nó. Nó nói đang trên đường về gần tới nhà rồi. Một lát sau điện thoại lại á thì không được. Mới tức thì đây á, công an gọi tới nhà cô, nói là thấy xe của Hồng Ân để bên đường á, mà không thấy ai ở đó hết. Hả? Cô nói sao? Vậy còn Ân đâu? Cô cũng không biết nữa. Bây giờ cô với chú đang chia nhau đi tìm nó, không biết có chuyện gì xảy ra với nó nữa. Vậy cô có biết địa chỉ mà xe Ân bỏ lại không? Ờ, gần ngay nhà cô á. Mẹ à, nhờ mẹ gọi cho ba điều giùm con chó nghiệp vụ tới đó nha mẹ. Ừ. Con đi trước tới đó đi. Anh Hai, em có xe, để em đưa anh Hai đi. Ờ, để anh thay đồ nha. Dạ. Mẹ, mẹ nhắn với ba giùm nha. Thưa cô, con đi. Ờ. Nè, Dũng, Lan. À, anh Hùng hả? Thằng Dũng nó nói nhờ điều giùm nó một con chó nghiệp vụ tới. Để tôi nói cho. Dạ chào anh, dạ tôi là mẹ của Hồng Ân ạ. À. Dạ chỗ xảy ra chuyện ở. Chúng tôi đã đưa xe về đây chờ giải quyết. Đây có đúng là xe của con gái ông không? Đúng là xe con gái tôi rồi. Các anh tìm thấy xe nằm gần nhà tôi sao? Dạ không, chiếc xe này đã bị vứt bỏ ngay tại phường mà chúng tôi quản lý. Có ai thấy con gái tôi đã bỏ xe lại rồi đi đâu không? Không, thưa ông. Tôi nghi có lẽ đây là một vụ mất tích thì phải. Nếu đúng vậy thì chúng tôi sẽ cho người đi tìm con gái của ông ngay. Hãy cung cấp cho chúng tôi về thông tin của con gái ông. Cảm ơn anh. Tôi nghĩ là không có gì quan trọng đâu. Dạ. Vậy thì nếu có chuyện gì nghiêm trọng, ông cứ liên lạc với chúng tôi. Chào dạ, ông. Cảm ơn anh. Hoàng Hải. Dạ, thưa ông Hai. Cậu có biết cái chỗ mà thằng Khương thường hay tới không? Dạ. Chỗ nó giấu hàng hả ông Hai? Đúng. Đúng là nó dám làm chuyện lớn rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy ông Hai? Đúng là chỗ đó. Ngay bây giờ cậu tới chỗ đó ngay cho tôi. Dạ. Tao biết nó đang ở trỏng á. Biết hồi nãy á, tao đứng ở đó tao rình luôn. Đi tới đi lui mỗi cái chân muốn chết luôn vậy đó. Nè, bà đừng có ồn nha. Nó nghe thì chết đó. Cái gì? Ê. Ê. Trời đất ơi. Ủa? Hết hồn. Chị làm gì ở đây vậy hả? Ủa, kỳ hả? Mày biểu nó ngồi xuống coi, nó làm tao sợ quá vậy. Ờ, ngồi xuống. Ờ, mà nè, mày đi đâu đây? Ờ, con đi tìm một người bạn. Tìm bạn? Con tìm con Thư phải không? Không, con đang tìm ơn bạn của con. À vậy hả? Nè nè, hồi nãy á, dì thấy có một thằng đi vô trong đó đó. Khả nghi lắm con. Chính nó là cái thằng đưa con Thư đi đó. Hình như nó buôn bán phụ nữ hay sao á. Nè nè nè, con vô đó con coi thử coi. Con vô con coi có con nhỏ bạn mày ở trong đó không. Dạ, thôi con đi nha. Ờ. Đi, lên. Đi. Vô. Vô. Nè, vô. Làm nhiệm vụ đi. Đi. Ta ra. Nhanh.
Mày bước tới tôi bắn nó. Cẩn thận lên. Ân ơi. Lên. Anh Khương, dừng tay lại đi mà. Anh Khương, sao anh lại hại em? Cấm miệng. Cấm miệng đi. Tôi ghét cô. Tại sao cô phải lo lắng cho nó như vậy? Còn tôi thì cô không bao giờ lo lắng cho tôi hết. Mà cô biết, cô là người tôi yêu nhất đó. Khương à, dừng tay lại đi. Anh đang đi xe đường rồi đó. Mày cấm cái miệng chó của mày lại đi. Vì mày đó, mày đã lấy của tao tất cả. Người yêu của tao mày cũng lấy. Sự tin tưởng của tao ở trong nhà đó mày cũng lấy hết. Mày lấy hết tất cả. Trong khi tao thì không có cái gì hết. Nhưng hôm nay tất cả những thứ đó sẽ thuộc về tao. Còn mày, mày sẽ chết. Mày đi chết đi. Chết đi. Các đồng chí chú ý, chuẩn bị triển khai. Đội một qua đó, đội hai qua đây. Các đồng chí còn lại theo tôi. Rõ. Mọi người chạy đi. Chạy đi. Mày ngon lắm. Mày dám bắt cóc con gái của tao à? Mày rõ ràng là muốn chết thôi. Là ông sao? Trời ơi, chuyện gì mà công an quá trời vậy ta? Chắc là có chuyện lớn rồi đó. Hình như là có bắn nhau trong đó đó. Trời ơi, gì vậy? Sao tôi lo quá à? Không biết có chuyện gì không nữa. Hai chị không vào được. Con tôi đang ở trong đó mà. Chúng tôi biết, chúng tôi được lệnh không cho bất cứ ai vào. Nhưng mà con tôi đang ở trong đó. Chị thông cảm. Con ơi. Thôi bình tĩnh đi chị. Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Bao nhiêu công ơn tao đã giúp mày. Bây giờ mày trả ơn tao vậy hả? Chính ông mới là người mau quên đó. Ông đã hứa trao con ông cho tôi, nhưng ông không làm được. Còn thằng Kỳ, ông còn tin tưởng và lo lắng cho nó nữa. Có bao nhiêu đó mà ông gạt tôi ra khỏi băng nhóm của ông? Tại sao vậy? Ông trả lời cho tôi biết đi. Tại sao vậy? Hả? Tao chưa từng thất hứa với mày vì chuyện có ơn. Mày tính phản lại tao? Mày dám làm như vậy? Tao đã từng tha cho mày. Mày là thằng không biết điều. Mày còn gây ra chuyện. Mày có muốn biết là tại sao tao bảo vệ cho thằng Mạnh Dũng? Vì Mạnh Dũng chính là con trai của tao. Hả? Cái gì? Ông nói sao? Ông nói sao? Hả? Ông đùa với tôi hả? Ông trùm giang hồ mà lại có một thằng con trai là công an sao? Đúng vậy. Vậy thì sao? Nó là con trai của tao. Tao phải tìm mọi cách để bảo vệ cho nó. Mày có hiểu không? Không thể nào. Anh hai, như vậy là sao hả anh hai? Tất cả đứng yên. Anh đã bị bắt. Ba, bỏ súng xuống. Cậu kia, bỏ dao xuống. Cương, thằng nào dám xông vô, tao cắt cổ con nhỏ này. Cương à, cô ấy không có tội. Tha cho cô ấy đi. Cương, hãy dừng tay lại đi. Nghe không? Dừng tay hả?
đến giờ phút này không có thằng nào ra lệnh cho tao. Nếu muốn nó chết thì nhào vô. Này này nè, cậu hãy bình tĩnh, đừng manh động. Tôi cất súng đây. Ông, đá cái súng kia qua cho tôi. Mọi người đừng nghe lời hắn ta. Ý mày, muốn chết hả? Anh Cương, hãy làm theo lời cậu ấy đi. Nhanh lên. Khoan đó. Anh Hai. Anh Kỳ, cẩn thận. Mày bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Đừng làm hại cô ấy. Đừng mà. Đá súng qua đây. Anh Kỳ, đừng mà. Nhanh. Thằng kia, mày kêu tụi nó rút lui, nếu không tao bắn nát sau con này. Lui. Đừng, anh Cương, anh đừng làm vậy mà. Dũng kìa, Dũng, 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 đừng cần. Anh Hai. Dũng. Lan. Thư. Thư quay đi cấp cứu mau lên. Dạ. Bình tĩnh. Ân ơi. Không sao đâu. Bình tĩnh con. Dũng nè, con có sao không? Để tôi. Bác sĩ ơi, có người bị thương rồi kìa. Đẩy cán cứu thương ra nhanh lên. Đỡ giùm tôi. Rồi, đỡ con đi. Ơi. Con ơi, Hồng Ân, con có bị sao không vậy? Nhanh lên, Hồng nhanh lên. Nhanh lên, cẩn thận nha. Con có sao không vậy? Con không sao mẹ. Chân con bị thương rồi hả? Dạ. Chuẩn bị, đỡ bệnh nhân lên xe. Dạ. 2, 3. Cô không sao, chỉ ngoài da thôi. Lại đây, mẹ băng bó cho. Em lại kiểm tra đi. Dạ. Chị cẩn thận nha. Ngồi đi. Không sao đâu cô, chị chỉ bị vết thương ngoài da thôi à. Cô đừng có lo, cứ để con sơ cứu vết thương cho chị. Cảm ơn con, cô cũng là bác sĩ, để cô làm cho. Dạ. Trời ơi, cái con bé ngất xỉu vừa rồi á. Con bé đó hay tới tìm thằng Kỳ lắm. Ủa mà sao nó ở trong đó ta? Chị hỏi vậy sao tôi biết trả lời? Tôi đâu biết mấy đứa này. Tôi biết mỗi mình Thư à. Chẳng lẽ nó cũng bị bắt, rồi cũng bị bán hay sao á? Chị nói vậy nữa sao tôi biết trả lời? Nhưng mà con Thư đâu rồi? Sao không thấy nó ra vậy? Cậu, đối tượng đã bước ra. Nhà này không biết ra. Không tôi bắn. Tôi buộc phải rút lui. Bảo toàn tính mạng cho con Linh. Tôi xin chờ chỉ thị của cấp trên. Báo cáo hết. Tất cả hãy nghe đây. Không được đuổi theo. Cứ để hắn tẩu thoát. Thông báo cho các đơn vị nhờ hỗ trợ. Đó. Và khoanh vùng lại. Tuyệt đối không được để cô ấy bị nguy hiểm, nghe chưa? Báo cáo rõ. Ê, con Thư kìa. Đúng là nó rồi. Ủa, sao nó mềm nhũn như là con bún vậy ta? Chẳng lẽ nó bị gì hả ta? Hình như nó bị ngất xỉu á. Trời ơi, cái thằng chết tiệt này làm cho nó bị xỉu nè. Ủa, sao mấy ông công an không bắt nó đi? Bình tĩnh, nó đang cầm súng á. Mấy anh công an á, hình như chưa bắt được đâu. Coi chừng nó bắn Thư là chết luôn á. Trời ơi. Các đồng chí, theo lệnh thủ trưởng, tạm thời cho đối tượng đi. Chúng ta sẽ bám theo sau. Kế hoạch tạm thời thay đổi. Đội A và đội B tạm thời không được rời vị trí. Giờ nghe lệnh. Đó. Con bị thương nặng rồi, hay là để ba? Không, không sao. Cảm ơn. Dũng, con có sao không? Để ba đưa con đi băng bó. Đi con. Dạ. Vừa rồi con mới bị thương, bị một lần nữa sẽ nguy hiểm lắm đó. Hoàng. Dạ. Cậu hãy chuẩn bị. Sắp có việc cho cậu làm rồi đó. Dạ hiểu.
À, chú Phong hả? Dạ. Vô đây. Dạ. Đây cho. Ừ. Nè, thấy chú vẫn còn phong độ quá chứ. Dạ. Trốn lệnh truy nã của bọn mắt xanh, chắc là chú khổ sở lắm phải không? Anh tiếc là không ở bên cạnh chú để giúp đỡ chú được. Đại ca đừng nói vậy. Chính em mới cảm thấy buồn khi không được ở bên cạnh hỗ trợ đại ca. Chúng ta bị chia cách nhau chỉ là tạm thời thôi. Hơn nữa thời gian vừa qua anh có quá nhiều việc, cho nên là không hỏi thăm tình hình của chú được. Dạ. Đại ca lúc này ổn không? Làm ăn có được không? Có bị băng nhóm nào phá không? À, băng nhóm hả? Anh không biết nữa, mà hình như là có. Ý anh là sao đây ca? Từ từ rồi anh giải thích cho chú hiểu. Dạ. Lâu quá rồi anh em mình không gặp nhau. Làm một ly cho nó đã. Em mời đại ca. Mời chú. Lần này anh gọi chú về đây là có hai việc. Việc gì đại ca? Anh nói đi. Thứ nhất là hãy khử con nhỏ đó một cách im thấm cho anh. Ủa, tại sao lại khử nó? Dù gì nó cũng là đàn em của lão Thạch, người đang cộng tác với anh mà. Vả lại trước đây nó cũng đã từng giúp chúng ta truy sát Thạch Quân. Đúng vậy, nhưng mà nó cũng giống thằng Sài thôi, hết giá trị lợi dụng rồi. Chưa kể nó tuy được lão Thành đưa qua giúp cho mình, nhưng thực chất nó được cài vô để phá hại anh. Cái vụ làm ăn vừa rồi bị bọn mắt xanh hốt có thể là do lão Thành gây ra. Ồ, không phải là sự công tác của anh với lão Thành đang tốt sao? Đúng vậy, nhưng mà từ khi tên đàn em của hắn bị hạ sát nên hắn không còn muốn hợp tác với anh nữa. Do đó anh mới nhờ bàn tay của chú để khử con nhỏ này, xem như chặt đứt hai cánh tay của hắn ta. Lúc đó hắn ta muốn giở trò thì cũng chẳng làm được gì. Vậy đại ca muốn em phải làm sao? Hãy làm giống như một vụ chết đuối. Con bé đó đã ngắm thuốc mê của anh và đang nằm ngủ mê man ở trong đó. Chỉ cần chú chở nó ra mé sông, thả xuống dưới, vậy là xong. Ok, em sẽ làm theo ý của đại ca. Còn việc thứ hai, hãy chuẩn bị thật kỹ, khử lão Thành. Hạ sát lão Thành bằng cách nào? Anh mời hắn tới đây lấy cây lý do là bàn chuyện làm ăn. Hiện giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn nghi ngờ anh, nên hắn sẽ bị anh gài thôi. Lúc đó chú hãy xuất hiện và khử hắn một cách êm thấm. Anh sẽ lấy cái xác của hắn để dàn dựng thành vụ tai nạn.
Thả tôi ra đi. Cho tôi xuống. Thả ra. Anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Thả ra. Buông ra. Cô ơi, cô có sao không? Cô ơi, cô có sao không? Có sao không cô? Có sao không cô? Có sao không? Kìa, cô còn tỉnh kìa. Bây giờ tôi đi bệnh viện đi. Vô bệnh viện hả cô? Đi bệnh viện đi, để không kịp đó. Cố lên cô. Mở cửa ra. Nhanh. Nhanh lên. Ờ, vậy được rồi. Chào thủ trưởng. Sao rồi? Đồng chí xác định chiếc xe đó đang ở đâu vậy? Dạ, theo định vị được cài sẵn trên xe mà bên cho thuê đã báo cáo cho chúng ta thì chiếc xe này đang di chuyển về khu vực ngoại ô, nhưng nãy giờ nó đang đứng yên, không hiểu gì sao nữa. Sao lại đứng yên? Chẳng lẽ chiếc xe đó gặp chuyện gì sao? Dạ báo cáo thủ trưởng, em cũng không rõ nữa. Nó đứng yên khoảng 10 phút rồi. Có thể là chiếc xe đã bị hư, hay là đã gặp sự cố gì đó trên đường nên nó mới dừng lại. Cụ thể là đang ở đoạn nào? Dạ, nằm ngay khu vực vắng ngoại ô, gần khu kinh tế mới. Alo, dạ con nghe chú. Mỹ hả? Dạ. Đồng chí cùng các trinh sát khác tới khu vực ngoại ô gần khu kinh tế mới để xem xét chiếc xe của đối tượng đang dừng ở đó. Nhưng nhớ bằng mọi cách bảo vệ người bị hại nghe chưa? Dạ, rõ. Vết thương cũ chưa lành, giờ lại thêm vết thương mới nữa. Sao con cứ liều lĩnh hoài vậy hả? Mẹ à, nhưng mà trong hoàn cảnh lúc đó con phải làm vậy thôi. Chứ nếu không làm, con sẽ ân hận suốt đời. Nhưng mà làm cái gì cũng phải nghĩ tới bản thân mình một chút chứ. Dạ, con biết rồi. Ờ, mẹ, chuyện của anh hai là... Lan à, em quan tâm mấy chuyện đó làm gì? Có gì thì em qua hỏi ông Ân coi thế nào rồi nhá. Lát nữa em sẽ qua. Hồng Ân chỉ nằm gần đây thôi. Thôi con nghỉ ngơi đi nha. Mẹ về phòng làm việc đây. Dạ con cảm ơn mẹ. Nhớ là đừng có cử động nhiều cho tới khi vết thương lành hẳn đó. Nghe không? Dạ. Mẹ sẽ theo dõi con thường xuyên đó. Bây giờ thì con nghỉ ngơi đi. Dạ. Lan à. Dạ. Ở đây chơi với anh hai nha. Dạ. Mẹ về nghỉ ngơi đi. Con thấy mẹ cũng mệt lắm rồi. Ừ, mẹ biết rồi. Dạ. Lan à, đây không phải là lúc nói chuyện đó. Anh sợ là mẹ bị sốc đó. Nhưng mà anh hai à, em cũng muốn biết sự thật. Chuyện có phải vậy không anh hai? Để sau này rồi anh sẽ nói rõ cho em biết. Còn bây giờ em qua phòng Hồng Ân coi cô ấy thế nào rồi, rồi về báo cho anh biết nha. Sao anh hai không tự đi qua thăm Ân cho tiện? Anh hai đi lại được mà. Bây giờ không tiện cho lắm, cho nên anh mới nhờ em đó. Nha. Đi đi.
Con đừng có như vậy nữa. Cơ thể con hiện giờ yếu lắm, con phải bình tĩnh. Mẹ cũng chưa biết phải nói với con như thế nào, nhưng mà đó chỉ là những câu nói chưa được kiểm chứng của ba con thôi. Còn gì kiểm chứng hả mẹ? Chính miệng ba nói ra mà. Chuyện này ba con sẽ giải thích rõ với con sau. Còn bây giờ con phải lo nghỉ ngơi, đừng có suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Ân nè, mẹ con nói đúng đó, con đừng nghĩ tới chuyện đó làm gì. Quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của con. Ba. Ừ? Có chuyện gì vậy con? Ba hãy giải thích cho con ngay lúc này đi. Có phải ba là là ba của anh Kỳ không? Thì ba trả lời con biết đi. Có đúng như vậy không ba? Không phải như vậy đâu con. Mẹ nghĩ là chưa chắc, nếu như mà chưa có bằng chứng cụ thể. Đúng vậy đó. Đó chỉ là câu nói buộc miệng thôi, mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà. Còn gì mà không rõ ràng nữa? Chính ba lên tiếng thừa nhận chuyện này mà. Còn một chuyện khác nữa, chứng minh ba với anh Kỳ, ba với anh Kỳ cùng nhau máu ra ác trừ. Trước đây con rất ngạc nhiên khi biết ba với anh Kỳ trùng nhau máu hiếm như vậy, cho nên con đã tìm hiểu và con biết được là thứ nhất là do đột biến gen, thứ hai là do di truyền mà thôi. Mà di truyền có nghĩa là ba, là ba ruột của anh Kỳ. Mẹ nghĩ á, là do đột biến gen hay là do một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chắc là ba con thấy thằng Kỳ có trùng nhóm máu, cho nên cứ nghĩ đó là di truyền, cho nên ba con mới nhầm thằng Kỳ là con của mình. Sao lại tưởng như vậy được hả mẹ? Trong khi ba với anh Kỳ trước đây đâu có quen biết với nhau đâu. Rồi sau này á, con sẽ hiểu thôi. Chuyện đàn ông mà có con rơi con rớt bên ngoài á, là chuyện bình thường mà con. Hay là trước đó ba con có một người con gái khác, tuy chẳng tới đâu hết, nhưng ba con cứ tưởng là có con riêng. Đặc biệt là khi biết thằng Kỳ có cùng nhóm máu với mình. Đó chỉ là sự hiểu lầm thôi. Nhóm máu RH đúng là rất hiếm, nhưng mà người có cùng nhóm máu thì cũng đâu có gì là ngạc nhiên. Hình như là mẹ nên đứng về phía ba để lừa dối con mà phải không? Không, mẹ đã từng nói với con mà, dù có thế nào mẹ cũng sẽ làm hết sức để mang lại hạnh phúc cho con. Hạnh phúc? Hạnh phúc là sao? Khi người mình yêu chính là anh trai của mình. Giờ con đã biết vì sao mà anh Kỳ lại tránh né con. Tại vì anh biết sự thật mà anh lại giấu con, giống như ba với mẹ giấu con. Ân nè, tại sao con cứ chăm chăm yêu thằng Kỳ vậy hả? Trên đời này hết đàn ông rồi. Nếu ngày xưa con nghe ba chịu thằng Khương thì mọi chuyện đâu có xảy ra tệ như vậy. Anh sao vậy? Sao lại trách con như vậy chứ? Anh không thấy thằng Khương là người như thế nào sao? Biết là vậy, thằng Khương thay đổi là do ở con Ân không đồng ý. Nếu mà con Ân đồng ý thì thằng Khương nó không làm như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mà nếu như quen một người mình không yêu thì có được không ba? Con biết anh Khương tốt với con,
thân với gia đình mình. Nhưng mà con chỉ xem ảnh như là anh trai của mình thôi. Một tình cảm thì con dành cho người khác rồi. Ân nè, con nói gì bà cũng không đồng ý chuyện của con đâu. Con và thằng Kỳ không thể nào đến với nhau được, đó là sự thật. Con nên nghĩ theo hướng đó đi. Và con cũng nhìn lại bản thân của mình đi. Con đừng mù quáng chạy theo những gì mà không thuộc về mình. Ân nè, tuy là có những cái mình cố gắng thì nó sẽ được, nhưng mà có những cái mình có cố gắng cũng không thể nào được. Con có hiểu chưa? Thôi đi, đừng có tranh cãi chuyện này nữa. Tốt nhất là anh đi ra ngoài đi, để cho con Ân được nghỉ ngơi. Thôi được rồi, ba ra ngoài, con nghỉ ngơi đi. Thôi con à, con đừng có buồn nữa. Hãy tin mẹ, mẹ sẽ làm tất cả mọi thứ để cho con được hạnh phúc. Tin mẹ đi. Đã có phiên chụp X quang của bệnh nhân phòng 38 cho em. Dạ rồi anh. Thi, có chuyện gì vậy anh? Có vẻ như em không muốn nói chuyện với anh à? Không có đâu, tại vì em đang có việc gấp nên phải đi liền. Chào anh. Khoan đã. Thi, tại sao em lại ác cảm với anh vậy? Em không ác cảm với anh, nhưng thực sự giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Mặc dù em không rõ là chuyện gì đang xảy ra, nhưng em biết là người của anh đã gây ra nguy hiểm cho hai đứa con của em. Anh đừng nói gì nữa, em không cần nghe anh giải thích đâu. Có thể là chính bản thân anh cũng không muốn như vậy đâu, nhưng mà dù sao nó cũng đã xảy ra rồi. May mà lúc đó còn có anh Hùng, nếu không thì... Hùng là tay cảnh sát đó sao? Phải. Và anh ấy cũng chính là người chồng hiện tại của em. Và có vẻ em rất yêu thương và mang ơn hắn ta. Chính hắn ta là kẻ năm xưa đã chia cắt chúng ta. Anh ấy không hề chia cắt chúng ta, đó chỉ là nhiệm vụ của anh ấy mà thôi. Em đừng có bênh vực hắn ta. Chính tại hắn ta mà anh phải rời xa em. Hắn ta lợi dụng cơ hội chiếm đoạt em. Vậy hắn ta không phải đã hại gia đình chúng ta sao? Anh vẫn còn chưa tỉnh ngộ ra được. Anh vẫn còn mê muội trong cơn ghen do chính anh tự tạo ra. Không, anh không mê muội. Anh rất tỉnh táo. Anh nhắc lại với em là anh rất tỉnh táo. Và anh cũng biết được rằng chính tại hắn ta mà con trai của anh không nhìn mặt anh được. Việc thằng Dũng nó không được ở bên cạnh anh với em, đó lại là một điều hạnh phúc của nó đó. Anh Hùng dù biết thằng Dũng không phải là con ruột, nhưng lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc cho nó còn hơn con ruột của mình. Như vậy đối với thằng Dũng không phải là một điều hạnh phúc hay sao? Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, và hãy làm bất cứ những gì mà anh muốn. Nhưng với em, không có gì có thể chia cắt tình cảm của em dành cho anh Hùng và những đứa con của mình, cũng như tình cảm cha con anh Hùng dành cho thằng Dũng. Chào anh. Cả là tại mày. Dạ hôm đó hắn ta dí súng vào đầu tôi và bắt tôi chở hắn đi vòng vòng theo đúng ý của hắn. Chị anh có nhớ là anh đã dừng lại ở đâu không? Dạ không nhớ nữa. Lúc đó thì đang chạy ở ngoài tỉnh Bình Dương. Sau đó hắn ta bắt tôi đến chỗ vắng và dừng lại. Rồi bất ngờ hắn đánh tôi bất tỉnh. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở chỗ khác. Hên là chiếc xe vẫn còn bên cạnh tôi. Con nghĩ sao về hành động tinh khương đó?
Con nghĩ là hắn ta đang cố tình đánh lạc hướng chúng ta để dễ dàng bỏ trốn. Ừ, chắc chắn hắn ta cũng đang cố làm điều đó. Chú cũng đã thông báo cho bộ đội biên phòng các cửa khẩu cũng như cảnh sát biển để ngăn chặn mọi con đường trốn thoát của hắn ta ra nước ngoài. Vì vậy hắn có thể trốn thoát đâu đó trong nước thôi. Vậy là sau khi đánh anh bất tỉnh, hắn để anh lại vào chiếc xe ở đó. Dạ đúng rồi. Sau khi tôi tỉnh dậy thì liền kiểm tra giấy tờ và thấy mình không mất gì cả. Rồi sau đó tôi liền chạy tới đây báo tin cho các anh. Bao nhiêu công ơn tao đã giúp mày, bây giờ mày trả ơn tao vậy hả? Chính ông mới là người mà quên đó. Ông đã hứa trao con ông cho tôi, nhưng ông không làm được. Còn thật kỳ, ông còn tin tưởng và lo lắng cho nó nữa. Có bao nhiêu đó mà ông gạt tôi ra khỏi băng nhớ của ông? Tại sao vậy? Ông trả lời cho tôi biết đi. Tại sao vậy? Hả? Tao chưa từng thất hứa với mày vì chuyện có ơn. Mày đến phản lại tao, mày dám làm như vậy? Tao đã từng tha cho mày. Mày là thằng không biết điều, mày còn nghĩ ra chuyện. Mày cũng muốn biết là tại sao tao bảo vệ cho thằng Mạnh Dũng. Vì Mạnh Dũng chính là con trai của tao. Hả? Cái gì? Tụi mày, tại sao tụi mày không cho tôi biết sớm hơn hả? Mẹ tụi mày tại sao không cho tôi biết sớm hơn hả? Nhưng dù sao ông và con gái của ông đã bỏ rơi tôi, ông sẽ phải trả giá. À, chắc sao không chắc? Công an mà bao dây làm sao tên cướp nó thoát được? Đúng rồi, không thể để cho bọn côn đồ đó nó thoát được. Ừ, đúng rồi, bắt cho hết tụi nó đi. Đâu đây? Dạ chú. Có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Dạ, con nay có việc quan trọng. Thôi được rồi, vô nhà nói chuyện.
Có chuyện gì xảy ra với mày mà mặt mày hớt hải vậy? Dạ, ông đang cho người truy sát con. Cũng may là con thoát được. Tại sao hắn ta lại truy sát mày? Chẳng lẽ mày đã để bị lộ rồi sao? Dạ, con nghĩ là ông phát hiện con gặp chú, cho nên ông truy sát con. Chú à, bây giờ con với ông giống như hai kẻ thù của nhau. Con sẽ giúp chú trừ khử ông ấy. Trừ khử hắn ta? Chuyện đó thì không có gì khó. Chuyện quan trọng là những mối quan hệ làm ăn của hắn ta. Để sau khi trừ khử hắn ta, tao sẽ có nó giành lấy và thay thế hắn ta, trở thành một ông trùm. Chính vì vậy tao mới cai mày vào băng nhóm của hắn ta. Mày hiểu chứ? Dạ, con hiểu rồi chú. Dạ, con đã làm theo ý chú. Con đã lấy được bí mật này nè chú. Tất cả những mối quan hệ của hắn con lấy hết. Con phải chạy về nhà để lấy hồ sơ cho chú đó. Mày có nhà? Dạ, con mới thuê. Tốt quá, đúng là những thứ tao cần. Chú ơi, bây giờ mình có đủ tài liệu rồi, khử hắn liền đi chú. Sao mày có vẻ nóng lòng như vậy? Dạ, tại vì con giúp chú để thay thế hắn. Hắn là một người không ra gì, không xứng đáng làm ông trùm. Chứ không phải hắn ta phát hiện ra mày đã phản bội hắn ta và làm tay trong cho thằng Khắc Quy. Mày không chỉ phản bội hắn ta mà còn phản bội tao nữa. Cái sắp là được rồi. Người đầu tiên có đó đáng lẽ là tao mới đúng, nhưng mà không ngờ mày lại đưa nó cho thằng Khắc Quy. Giờ mày đã hết đường về, mày mới nhờ đến tao để giúp đỡ và cưu mang mày. Mày gian xảo hơn tao tưởng đó. Chú, chú nói cái gì con không hiểu chú. Tên Khắc Quy là ai? Mày cũng biết diễn quá hả? Nếu trí nhớ của mày có vấn đề, để tao nhắc cho mày nhớ. Thằng Khắc Quy sai tên sát thủ khử tên Kỳ, tên đết của mày. Nhưng tên sát thủ đó đã không hoàn thành nhiệm vụ, và mày đã ra tay khử nó để bịt đầu mối. Mày có thể qua mặt được ai, nhưng với tao thì khó lắm. Tao đã cài người theo dõi mày từ lúc mày còn ở trong nhà của thằng trùm Tạp Khuôn kìa. Chú cài người theo dõi con? Thật ra cái đó là ai? Là nhờ nó, cũng chính là nhờ của tao. Ngọc. Chống lại tao, mày còn chưa đủ tuổi đâu. Ngay khi mày giết chết thằng em của tao thì số mày cũng đã hết rồi. Mày cười cái gì? Tại sao mày lại cười? Tôi cười vì ông vừa nhắc tới một thằng đàn em trung thành của ông. Ông nên biết không thằng nào chịu được sự nóng tính của ông, vì sự ngang ngược của ông có thể giết bất cứ ai không nghe lời ông. Ý của mày là sao? Là sao? Ông không hiểu. Ông phải hiểu. Và tôi cũng vậy, không bao giờ trung thành tuyệt đối với ông. Và tôi nghĩ bọn đàn em của ông cũng vậy thôi. Đúng rồi, hôm nay tao có thể lấy mặt chó của mày, nhưng mà tao nghĩ tới cái tình, tao tha cho mày có được sống. Đi khỏi mắt tao ngay.
Giết thời gian hả? Ông cũng rảnh thời gian quá ha. Cũng rảnh, nhất là những lúc này. Ông rảnh nhưng tôi không rảnh. Tôi thông báo cho ông xong rồi tôi đi. Dạo này tình hình trong băng nhóm của ông Hai nhiều chuyện xảy ra lắm. Chắc chắn là sắp tới sẽ còn nhiều chuyện xảy ra với ông Hai nữa. Là vậy đó. Thằng Khương bây giờ đã bỏ trốn rồi. Riêng thằng Kỳ là cảnh sát chìm của băng nhóm 12. Hay lắm. Toàn là những thông tin rất đáng giá. Xong rồi đại ca. Theo những thông tin mà cậu đã cung cấp cho anh, đúng là lão Tà Cun sắp tới hồi mạt giận rồi. Và cơ hội dành cho cậu sắp đến rồi đó. Cậu cứ tiếp tục cung cấp thông tin về lão Tà Cun cho anh. Sau khi giải quyết xong chuyện này thì anh sẽ tính tới chuyện của lão ta. Giải quyết chuyện gì hả? Ông có cần tôi giúp không? Không cần đâu, cảm ơn cậu. À, mà nãy giờ cậu ngồi nói chuyện với anh cũng là giúp anh rồi đó. Nè, có cậu và những người ở đây làm chứng cho anh là thời gian này anh ngồi nói chuyện với cậu và uống cà phê thôi, chứ không có làm chuyện gì hết, để giết thời gian thôi mà. Ngày hôm nay tôi gặp ông, cảm ơn ông về cái chuyện ông đã tha tôi. Đừng nói vậy chứ, bởi vì anh em chúng ta sắp làm đối tác của nhau rồi. Nè, ráng đợi nha, sau cái vụ này thôi. Còn bây giờ thì anh đi ạ. Nhớ tính ly cà phê của anh giùm luôn nha. Anh Huy. Ồ. Anh, tôi nói nghe nè. Bây giờ tôi đi ăn. Anh ăn gì tôi mua luôn cho. À, không khỏi. Công nhận. Gì phải công nhận. Chuyến này là mày nổi luôn đó nha. Trời đất ơi, gì đâu á mà canh mày á. Nói chi con người, ớn thiệt. Gì ghê vậy gì? Thật ra con đâu có cần họ phải làm như vậy đâu. Con không cần, nhưng mà người ta cần. Trời đất ơi, không canh sao được.
Lỡ cái thằng ác ôn nó tới đây thì sao? Nó người ta phải canh, canh giữ mày giống như canh ăn trộm vậy đó. Hồi nãy á, dì nói con giống như là một tổng thống, còn giờ dì lại so sánh con giống như một thằng ăn trộm. Con thấy dì nói quá không mà, nghe mà nổi da gà luôn á. Làm gì nổi da gà? Nổi da gà là dì mới nổi da gà nè con. Trời đất ơi, bữa hôm đó mày không thấy mày không biết đâu. Một tay nó nách mày vậy nè, một tay nó cầm súng nó chỉa mày vậy nè. Tao sợ muốn chết luôn vậy đó. Nhưng mà phải công nhận, cái số con lớn thiệt đó nha. Ha, sống dài như đĩa vậy đó. Trời ơi, thấy là nó đánh gục ngã mày luôn chứ gì nữa, đúng không? Rồi đã ăn vậy hả, nó quăng mày xuống xe rồi nó giục mày giống như là giục bịch rác vậy đó. Vậy mà cũng không sao, công nhận hay thiệt đó nha. Ủa, mà đâu phải hắn ta quăng con đâu, con tự nhảy xuống mà gì. Thì tao nói vậy, tao nói vậy để tao thêm mắm thêm muối cho nó có phần long trọng vậy mà, giống như là ba cái phim xã hội đen của Hồng Kông vậy đó, đúng không? Mà thôi, nói thì nói vậy đó, chứ dù sao đi nữa dì thấy con cũng may mắn là dì mừng rồi. Chứ còn đó hả, thằng Kỳ kìa, trời ơi, nó mới là người xui xẻo đó. Nó nghe nói nó bị nặng lắm đó. Vậy sao? Nó nằm trong bệnh viện kia kìa. Ồ, chào lão đại, khỏe không? Cảm ơn ông, rất khỏe. Nhìn ông là tôi đoán biết được phần nào rồi. Thôi, vô làm vài ly đi, chúng ta vừa uống vừa nói okay. Chuyện. Mời ông. Sao? Có tin tức mới về lão Tần Quân à? Chính xác. Theo tôi nhận được thông tin thì hắn ta sắp tiêu tới nơi rồi. Vậy à? Vậy thì còn gì tuyệt bằng. Nè, ly này chúc mừng những thông tin mới nhận được. Còn ly này, ta chúc mừng lão Tàu Quân sắp ngửi mùi đất. Nhưng mà theo tôi nghĩ như thế này, chúng ta nên gửi một nắm đất trước cho hắn, để hắn ngửi cho quen mùi. Còn một chuyện này quan trọng hơn, mà tôi muốn giải quyết dứt điểm cho ông anh Dũng. Quan trọng à? Nè, ông đừng nói rằng định chia chiến lợi phẩm cho tôi nha. Chính xác, cũng có thể gọi đó là chiến lợi phẩm. Con thấy hối hận quá gì, tại vì con á mà anh Kỳ mới bị như vậy. Trời ơi, con đừng có hiểu lầm nha, không phải vậy đâu, không phải nó cứu mày đâu, chẳng qua là nó cứu cái con kia kìa, nó thấy mày vậy sẵn tiện nó cứu mày luôn đó, chứ mày đừng có mơ. Con biết mà gì, nhưng mà con chỉ hối hận chuyện khác thôi. Gì nữa, con này công nhận nhiều chuyện thiệt đó nha. Chuyện gì? Khi nào thấy ổn á, con sẽ qua thăm ảnh và tiện thể xin lỗi ảnh và mọi người luôn. Hay gì? Thôi, tao không biết mày xin lỗi chuyện gì tao chẳng hiểu. Nhưng mà theo như tao nghĩ á, thằng Kỳ á, nó không có trách mày đâu. Cố gắng đi, giữ gìn sức khỏe cho khỏe hẳn đi, rồi muốn đi đâu đi, phải không? Dạ. Nè, uống sữa không? Uống sữa thì dì lấy sữa cho uống. Nhưng mà phải uống, nhớ nha, phải uống đó.
Dì mua á, công dì mua đó. Cảm ơn dì nhiều nha. Dì nè, con thấy á, không phải đàn ông nào cũng xấu đâu. Trên đời này cũng còn nhiều người đàn ông tốt giống như anh Kỳ vậy đó. Thì nói ác cảm vậy thôi. Chứ tao cũng biết chứ bộ. Tao cũng biết trái tim rung động chứ bộ. Đâu phải sỏi đá đâu con. Nè, thằng Kỳ nó là người tốt. Bà công nhận. Tao cũng quá bất ngờ khi tao biết nó là công an đó mày. Công nhận nó giấu kỹ dễ sợ, nó kín dễ sợ luôn á. Ha. Ngay cả con mà cũng còn bất ngờ nữa, huống chi là gì. Tuy ảnh là công an, nhưng khi nói chuyện với ảnh, con thấy ảnh chưa bao giờ khinh thường con hết gì à. Tao cũng thấy như vậy đó. À, có thể á, nó là người đã đóng vai công an chìm. Không. Nhưng mà tao cũng có cảm giác nó là công an thiệt thụ. Mà nếu là như vậy thì nó là người tốt chứ còn gì nữa. Thôi, nằm nghỉ đi nghe không. Ông nói là có chuyện bí mật gì muốn nói với tôi à? Ông ngồi đi. Đại ca, thằng đàn em này của tôi chắc ông anh vẫn còn nhớ chứ. Chỉ vì nó không thể ở bên cạnh tôi mà ông tốt bụng cử hai tên đàn em sang giúp tôi. Ông nhớ không? Ông nói gì tôi không hiểu. Thành lão đại à, một tay giang hồ đầy kinh nghiệm và rất thông minh như ông, vậy mà tôi nói như vậy mà ông không hiểu sao? Tôi hơi bất ngờ là Thành lão đại. Đừng có manh động. Thằng em của tôi bắn hơi bị tốt rồi. Với cự ly này mà bắt nó bắn trật thì cũng khó cho nó lắm. Khắc Huy, ông muốn gì? Muốn gì? Muốn lấy cái mạng chó của ông đó. Mày giỏi lắm Thành lão đại. Không ngờ mày dám bắn đứng tao. Mày cho đàn em qua giúp tao, thực chất là mày cai vô để phá hoại tao, làm tái chứng cho mày. Tao đã chủ quan vì quá tin tưởng vào sự hợp tác của mày. Cứ tưởng là mày là cùng phe với tao và giúp đỡ tao. Nhưng mà không ngờ mày cũng giống lão tạc Kun mà thôi. Đứa nào chống đối tao là đứa đó phải chết. Vậy à? Nghĩa là ngày hôm nay tao phải chết trong tay của mày. Mày còn phải hỏi nữa sao? Được rồi, vậy trước khi tao chết, tao sẽ nói lý do vì sao tao bắn đứng mày. Vì mày cũng giống thằng Tàng Quân thôi, một kẻ hai mặt và sẵn sàng bán đứng đàn em của mình. Mày nói tào lão cái gì vậy? Mày đừng đổ lỗi cho tao nghe. Tao chưa bao giờ làm như vậy. Nếu tao không nhầm thì mày đã bán đứng tên đàn em của tao và thằng Sài, đàn em của lão Tàng Quân. Thằng Tà Cú nó phản bội tao, mặc dù tôi đã giúp đỡ và cứu mang nó rất nhiều.
rút kinh nghiệm từ thằng Tà Quân. Tao sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nữa. Mày hiểu chứ? Mày đừng đổ lỗi cho tao. Ví dụ làm ăn vừa rồi tao bị bọn Mắt Xanh truy bắt, chắc chắn là do mày đứng đằng sau chỉ bảo. Đúng. Bây giờ tao thấy mày thông minh ra rồi đó. Chính tao đã cài nửa sát thủ âm thầm phá mày. Bây giờ thì mày cũng lộ hết rồi. Nhưng mà tao báo cho mày một tin vui. Con sát thủ đó cũng đã đi đoàn tụ với thằng sát thủ kia rồi. Vậy à? Vậy chắc tao phải gọi điện thoại xuống âm phủ để gọi nó lên quà. Phong, như vậy là sao? Mày nói với tao là mày khử nó ra mà. Tôi nói giỡn đó. Mày, tại sao mày cũng? Tôi đã theo anh Thành lâu rồi. Có lẽ hôm nay là ngày tàn của ông đó. Tại sao mày lại phản bội tao? Vì ông đã bán đứng tôi, như đã bán đứng thằng Sài. Và một khi tôi không còn ở đây nữa, ông đã kiếm người khác thay thế tôi, coi như tôi đã chết. Mà quên rằng có một thằng đàn em đã từng giàu sinh ra tử với ông. Phong, em hiểu lầm. Anh không phải là người như vậy đâu. Mày đừng có biện minh. Ngay sau khi tao cử hai tên đàn em sang giúp mày, mày đã dùng tiền mua cho tụi nó về để phục vụ cho riêng mày và đợi thời cơ để khử ngược lại tao. Nhưng mày đâu có biết rằng đó là những tên đàn em tâm phúc nhất của tao. Sau vụ bị tên Tạc Quân phản bội tao, tao đã tuyển những tên đàn em rất tâm phúc để giúp tao giành lại những gì đã mất. Cho nên dù mày có đưa ra một đống tiền cũng không làm tụi nó suy xuyển đâu. Không, ông hiểu lầm tôi rồi ông Thành. Ông hiểu lầm tôi rồi ông Thành. Tôi muốn hợp tác với ông để khử lão Tà Quân thôi mà. Hợp tác với tao mà bí mật kéo thằng Khương về phía mày. Mày đừng nói với tao là không biết thằng Khương nghe. Có. Nhưng mà tôi chỉ kéo nó để làm giấy cánh thôi, chứ hoàn toàn tôi không quan tâm gì hết. Không quan tâm? Không quan tâm mà nó chịu đưa những tài liệu của thằng Tà Quân về cho mày hả? Mày đọc đi. Và điều này nữa, nó chính là người tao cài vô mặt của tao vui. Anh Thành, tôi đã biết lỗi của mình. Anh hãy tha thứ cho tôi. Chúng ta tiếp tục làm ăn nha. Ừ.
Không, giờ thì không cần tới mày nữa rồi. Tự tao sẽ đi tìm những đối tác đó để mà cộng tác. Anh Thành, một mình anh không làm được đâu. Hay để tôi cùng làm với anh nha. Mày hãy tự xử đi. Nếu mày chết vì tự tử thì người thân của mày sẽ không chết. Anh Thành à, hãy cho tôi một cơ hội đi. Tôi sẽ làm đàn em của anh, một thằng đàn em thật tốt của anh mà. Mày chọn đi. Nếu mày tự tử thì người thân của mày sẽ được yên. Còn nếu không, mày chết mà người thân của mày, mà người thân của mày cũng không được yên đâu. Cô muốn là con hãy tiếp tục quan tâm và chăm sóc tới con Ân. Bây giờ là lúc con Ân nó cần con hơn bao giờ hết. Con ở đây nha, mẹ ra ngoài mua ít đồ. Dạ. Ủa, tới cô... thăm con Ân hả? Con vô trong đi, cô ra ngoài dạ. một chút. Chào cô. Vô đi con. Dạ. Anh. Ờ, em. Anh ngồi đi. Em khỏe chưa? Còn đau nữa không hả? Em khỏe nhiều rồi, cũng đâu có bị nặng gì đâu. Em chỉ lo cho anh thôi. Ờ, anh không sao đâu, em đừng quá lo lắng cho anh. Ân à, anh xin lỗi vì những chuyện đã qua. Anh không nói sự thật của anh cho em biết. Em không giận như anh đâu, anh đừng có lo. Đó là công việc của anh mà. Giờ thì em đã hiểu những gì mà báo chí nói về ông Trùm Tà Cun. Hèn gì mà ba em và anh hay bị truy sát như vậy. Ờ, không đâu. Với lại báo chí viết vậy chưa hẳn là đúng đâu. Em đừng quan tâm làm gì. Có thể là như vậy, nhưng mà chuyện của ba và anh thì không thể nào sai được, đúng không? Ờ thì anh cũng không biết nữa. Cái chuyện này còn nhiều nghi vấn lắm. Em không biết còn nhiều nghi vấn gì, nhưng mà em muốn nói với anh một điều. Cho dù có như thế nào đi nữa thì tình cảm của em dành cho anh vẫn không thể nào thay đổi được. Em đi đâu vậy? Em đi mua đồ, anh vô thăm con Ân hả? Trời, sao em bỏ con một mình trong phòng vậy? Em phải bảo vệ nó chứ. Cũng không hẳn là nó ở một mình đâu. Nó đang nói chuyện với... Với ai? Với thằng Kỳ. Thằng Kỳ? Sao em lại để hai đứa nói chuyện với nhau?
mà lại để trong phòng chỉ có hai đứa nữa chứ. Em đúng là... Anh nè, lúc này con của mình rất cần thằng Kỳ quan tâm chăm sóc. Biết là như vậy, nhưng đừng tạo điều kiện cho hai đứa ở bên nhau, phải cắt đứt quan hệ khi có thể. Chỉ vì thằng Kỳ là con của anh sao? Đúng vậy. Bây giờ em biết mọi chuyện, anh phải nói thẳng. Thằng Kỳ và con Ân là anh em cùng cha khác mẹ. Hai anh em cùng cha khác mẹ, làm sao có quan hệ tình cảm được chứ? Bây giờ mình phải tuyệt đối cắt đứt quan hệ của tụi nó ngay. Ghê quá. Làm gì vậy? Xuống. Tôi không hiểu được sao rồi. Muốn vô được coi rồi, mấy ông cho vô. Để coi coi ra sao. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã khám nghiệm và điều tra kỹ xung quanh, nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân dấu vết ngoại cảnh nào liên quan đến cái chết của nạn nhân cả. Nghĩa là anh ta đã tự tử. Báo cáo đúng như vậy. Thủ trưởng, trước con đột nhập vào đây, con gắn cái máy nghe lén ở đâu vậy? Dạ, ở trong phòng khách này luôn, để con chỉ chú xem. Dạ, con đặt một cái ở bồn hoa phía sau cửa sổ này, còn một cái con đặt ở phía sau cây đàn. Nhưng mà con phát hiện là hình như nó đã bị tháo ra mất rồi. Có lẽ là sau bữa đó, hắn ta đã biết con đột nhập vào đây, nên đã cho kiểm tra và phát hiện ra, cho nên đã tháo gỡ cái máy đi. Dạ, có lẽ là như vậy. Cho nên chúng ta không nghe được bất cứ chuyện gì. Cứ tưởng là hắn ít khi nói chuyện ở trong đây, hoặc là máy bị hư. Nếu như còn cái máy đó, chúng ta có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với hắn trước khi hắn tự tử. Hắc Huy chết cách đây khoảng 3 tiếng phải không? Dạ đúng rồi. Con đưa nhân chứng gặp chú. Dạ. Thủ trưởng, đây là nhân chứng. Cảm ơn con, dạ. Chào anh. Dạ chào anh. Anh chính là người đã thấy trong cái nhà này có người bước ra. Dạ, khoảng cách đây gần 3 tiếng tôi đi về và bước ngang qua đây, thấy từ trong nhà bước ra vài người. Vậy là anh có nhìn thấy rõ mặt bọn chúng không? Dạ không, họ giấu kín mặt. Dạ họ phóng từ trong nhà ra, tôi không nhìn thấy được. Anh có thể đoán được nam hay nữ không? Dạ. À, có một người dáng vẻ rất giống nữ. À, cảm ơn anh. Nếu anh có nhớ thêm chuyện gì thì cứ cung cấp cho chúng tôi biết. Dạ. Cảm ơn anh. Mời anh. Dạ.